Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Nếu các quý anh chị chúng ta đang tìm một mẫu xe ở trong phân khúc hạng A cộng, rõ ràng SUV với nhiều option, nhỏ gọn, nhiều tính năng thì không thể bỏ qua dòng sản phẩm Toyota Race với kiểu dáng vô cùng bắt mắt, linh hoạt ở trong đô thị với khoảng quay sáng chỉ là 5,2m, đi đường trong đô thị rất hợp lý và khoảng gầm lên tới là 200mm. Với kiểu dáng trẻ trung và hiện đại thì trong clip ngày hôm nay đội ngũ Happy Car sẽ cập nhật một số các thông tin bảng giá khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Toyota Race năm 2024 dành cho mọi người ở trong tháng 5. Và trước khi clip bắt đầu, cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp đội ngũ Happy Car một nút chuông, một nút đăng ký để đội ngũ có thể tinh thần có nhiều động lực để ra được nhiều clip hay hơn dành cho tất cả mọi người nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới trước về giá bán dành cho tất cả mọi người. Với trong tháng 1 thì Toyota Race đã có mức giảm giá niêm yết từ 552 triệu xuống còn mới mức giá bán mà có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ Toyota giảm giá nhiều như vậy, 498 triệu đồng giá niêm yết. Và ở thời điểm hiện tại thì đại lý sẽ tặng cho mọi người là dán phim cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình đi theo xe. Và với mức giá này thì lăn bánh xong dành cho những quý anh chị chúng ta lấy xe tại Hà Nội thì sẽ là 580 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 550 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 570 triệu đồng mọi người nhé. Và ở đây đội ngũ HPK đã tính cho mọi người lệ phí trước bạ, phí đăng ký, phí kiểm định, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Chính vì vậy là mỗi tỉnh thành cũng sẽ có một mức chênh lệch khác nhau đôi chút, thì mọi người cứ inbox trực tiếp qua số hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Với đại lý thì đang có một số màu có sẵn dòng ngay, ví dụ như màu đỏ, màu đen có mức giá bán là 498 triệu. Phiên bản hai màu trắng ngọc trai, nóc đen thì mọi người sẽ có mức giá là 506 triệu đồng. Và với phiên bản trắng ngọc trai, nóc đen thì sẽ là 510 triệu, nghĩa là chênh nhau với màu trắng ngọc trai và màu đỏ đen thì sẽ là 8 triệu đồng. Còn phiên bản màu trắng ngọc trai nóc đen sẽ là chênh nhau 12 triệu mọi người nhé. Đây là mức giá không phải là tiền chênh mà là số tiền mà tiền sơn của hãng, chính hãng đưa ra dành cho những quý anh chị. Thì với mức giá này thì khi các quý anh chị chúng ta lựa chọn thì mọi người cứ inbox trực tiếp số hotline của tư vấn bán hàng ở phía bên dưới góc trái màn hình để các bạn tư vấn cho mọi người xem ở thời điểm tại màu có sẵn hay không, giá khuyến mãi như thế nào và đặc biệt đó là lăn bánh ở một số các quý anh chị. Và với trả góp thì hiện tại tài chính Toyota Việt Nam đang hỗ trợ với gói vay đó chính là 1,99%. Khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị đó chính là 148 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể sở hữu dòng sản phẩm Toyota Race với rất nhiều các tính năng và option đặc biệt có thể kể qua dành cho tất cả mọi người. Xe sẽ được trang bị là 6 túi khí, ngoài ra đi kèm là màn hình 9 inch có kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Màn hình kích thước đa thông tin 7 inch, có hai cảm biến phía trước, hai cảm biến phía sau, camera lùi, có gạt mưa. Ở đây thì đội ngũ Happy Car đã lắp sẵn đó chính là cái nẹp chân ở hai bên rồi, chứ cái này thì chưa có. Xe sẽ được tặng dán phim cách nhiệt, trải sàn da mọi người nhé. Ghế sẽ là ghế da, ở giữa thì sẽ là nỉ pha da để cho cái tạo cảm giác đó chính là ôm người hơn. Có các rất nhiều các ly để cốc, điều hòa tự động dành cho mọi người. Đi kèm với xe sẽ là động cơ 1.0 turbo cho sản sinh công suất là 98 mã và hộp số là CVT. Nên là rất là mượt mà. Còn ở phía đằng sau thì cũng rất là rộng và điều hòa thì rất mát, mát rất là sâu. Đấy là nổi tiếng của Toyota rồi. Đấy là một số các thông tin dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và nếu mọi người đang quan tâm đến những cái dòng sản phẩm xe của Toyota hoặc là Toyota Race thì mọi người cứ inbox trực tiếp số hotline ở phía bên dưới 0394 046 064 miền Nam 0901 00 5588. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Còn điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.